mặt sau của nó sẽ là cái USB Type-C hả? Ừ, nó sẽ là USB Type-C. Và nó có một cái phần hai cái gạt lên để mình có thể dựng cho nó cao. Này là cái có sẵn của Logitech nhưng mà hình như nó không có đủ. Mình sẽ xài thử cái hấp. Mọi người ơi, mình mới phát hiện ra cái này rất là hay nè. Thì cái đây là cái hộp nến của mình để nãy giờ đúng không? Thì ở đây nó có một cái phần nam châm, thì vô tình mình để ở đây cái nó hít vào. Về bàn phím này á, thì khi mà type cái tiếng nghe rất là đã và cái cảm giác của nó cũng êm, nó cũng mượt nữa, khi mà cái độ nhấn xuống nó rất là sướng cái tay. Nhưng mà có một cái điều bất tiện là cái sự sắp xếp phím của nó không có đúng với cái bàn phím mình thường hay xài, là mọi người thấy những cái nút lên xuống nó bị dồn vô một chỗ ấy. Cho nên nếu bạn nào gõ thôi thì không sao, còn mình thì làm design hay xài phím tắt cho nên nó hơi bất tiện đối với mình một xíu. Bàn phím tiếp theo mà mình review trong cái clip này là một bàn phím của CacaFriend. Thì lý do mình muốn cái bàn phím này là vì thấy nó xinh, cho nên là mình muốn mua thử coi nó như thế nào, cái chất lượng của nó như thế nào. Và ngoài ra thì bàn phím này là của Hàn cho nên nó sẽ có một cái phần tiếng Hàn cho mình. Bàn phím này thì sẽ xài Bluetooth và chạy bằng pin chứ không có dùng là sạc. Và vì Bluetooth cho nên nó sẽ kết nối tương tự như các bàn phím mà mình đã review trong cái video trước. Cảm nhận đầu tiên là cái phím nó sẽ hơi mềm. Ở đây mình cũng kết nối được nhiều mấy không ta, nó rất là nhẹ, nguyên cái bàn phím này nó rất là nhẹ, mình nghĩ thì nó sẽ, và đặc biệt nó sẽ có cái chữ tiếng Hàn, cái phần chữ tiếng Hàn này. Thank you.
Đây là nơi để mình để bút này. Đây là một trong những cái cây mà nó rất là tươi tốt luôn. Nó tên là trầu bà nhung thì phải. Thì ban đầu nó chỉ có 3-4 lá thôi, nhưng mà bây giờ nó cứ mọc dài ra. Và mình phải cuốn nó lên để cho nó trang trí được cho cái góc làm việc của mình. Đây cái micro mình nhé. Đây. Sau đó mình sẽ gắn cái TFC với cái cạc âm thanh hồi nãy của mình mua.